chào mừng các bạn đến với Tử Vi Đổ Số. Đây là clip số 102. Luận về vòng trường sinh. Vòng trường sinh của mệnh bàn, sinh vượng bại, suy tuyệt địa. Sao trường sinh, bách niên giai lão. Quy luật sinh lão bệnh tử. Hành, thủy, loại, thiện tinh. Đặc tính, phúc thọ, sinh khí, thịnh vượng. Phúc lộc thọ. Tên gọi tắt thường gặp, sinh, cách cục đẹp, tham sinh đồng điệu, đại thọ. Phụ tinh, sao chủ và cũng là sao thứ nhất trong 12 sao thuộc vòng sao trường sinh theo thứ tự, trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bại bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Ý nghĩa trường sinh ở cung mệnh, tướng mạo, trường sinh hay tràng sinh cũng như đế vượng chỉ sự phong phú. Người có tầm vóc, mập mạp, có sức khỏe tốt, có tư chất cơ thể tốt, có triển vọng sống lâu, cao lão. Sự bền bỉ, lâu dài, sinh sôi, phát triển. Tính tình phúc thọ, trường sinh là quý tinh, có nghĩa là độ lượng, nhân từ, quảng đại, làm tăng thêm phúc thọ, tài lộc, con cái, có lợi ích cho sự sinh nở gạch dưới như long phượng, thai. Khôi Việt gặp tràng sinh, đế vượng thì gia tăng phúc thọ rất ít bệnh tật. Kể cả tả hữu, xương khúc ngộ trường sinh thì hưởng thọ. Ý nghĩa trường sinh với các sao khác, trường sinh, tử vi, thiên phủ, người bao dung, quảng đại, dễ tha thứ, không câu chấp. Nếu có quan chức lớn thì ân đức rộng. Trường sinh, thiên mã, được vận hội may về nhiều mặt, công danh tiến đạt, tài lộc gia tăng, công việc thành tựu. Nếu đồng cung thì càng đẹp. Tuy nhiên, riêng ở hợi, vốn bất lợi cho mã nên vất vả, trắc trở, không lợi về danh, tài, quan. Trường sinh, đế vượng, mập mạp, phong túc. Lương trường sinh bậc kỳ tài. Trường sinh có thể ví như một hệ số làm tăng ý nghĩa của các sao đi kèm, tốt cũng như xấu. Ở điền trạch nhà cửa bền vững. Hội với tham lang là hợp cách nhất, chủ ích thọ phúc lộc. Ý nghĩa trường sinh ở các cung, chỉ trừ khi ở cung tật gặp nhiều sao xấu thì bệnh tật nhiều và lâu khỏi. Ở các cung khác, trường sinh đem đến phúc thọ, tài lộc. Điền đất đai dồi dào. Trong ba vòng thiên địa nhân thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trong khoa tử vi thì vòng tràng sinh được cho là vòng địa, thể hiện địa lợi. Như vậy tràng sinh chủ sự may mắn, phát triển, cũng tượng cho sự khởi đầu, phát triển và thịnh vượng. Tràng sinh luôn trong tam hợp với đế vượng và mộ tạo thành cách sinh vượng mộ. Tràng sinh giúp cho các chính tinh hoặc phủ tinh trở nên xấu hơn hoặc tốt hơn tùy thuộc chính tinh và phủ tinh đó là hung tinh, sát tinh hay cát tinh. Vòng tràng sinh cũng tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, tử của con người. Trong vấn đề này tràng sinh mang ý nghĩa mới sinh ra, một sinh linh mới chào đời. Như vậy nó mang nhiều ý nghĩa may mắn, vui vẻ và nghị lực. Vị trí, dựa vào, cục số ngũ hành, để xác định vị trí sao trường sinh, tràng sinh luôn nằm ở bốn tứ sinh là cung dần, thân, tỵ, hợi. Cục thủy nhị cục mộc tam cục kim tứ cục thổ ngũ cục hỏa lục cục. Vị trí thân hợi tỵ thân dần. Đặc tính, phúc thọ, sinh khí, thịnh vượng, gia tăng tính chất các sao trong cùng một cung. Ý nghĩa sao trường sinh ở cung mệnh. Về tướng mạo, trường sinh cũng như đế vượng chỉ sự phong phú, dồi dào nên khi thủ mệnh là người có tầm vóc, to lớn, có sức khỏe tốt, tràn đầy sức sống, tinh thần năng nổ, nhiệt huyết cao, có triển vọng sống lâu, sống thọ. Tính tình phúc thọ, trường sinh là quý tinh, thiện tinh, có nghĩa là độ lượng, nhân từ, quảng đại, làm tăng thêm phúc thọ, tài lộc tiền của, con cái, có lợi ích cho sự sinh nở như long phượng, thai. Khi đi cùng các sao sát, bại tinh thì trường sinh cũng làm gia tăng thêm độ liều lĩnh, tính xấu của chúng, tăng thêm nhiều nguy cơ gặp bất lợi cho đương số. Trường sinh thiên mã, mã ngộ trường sinh thanh vân đắc lộ. Giảng cách được vận hội, may mắn về nhiều mặt. Khi có bộ sao trên thủ mệnh thì đương số là tuýp người năng động, nhiệt huyết, song hành cùng là sự may mắn đúng thời, vậy nên công danh dễ dàng tiến đạt, tài lộc gia tăng, công việc thành tựu.
ý nghĩa sao trường sinh ở các cung. Chàng sinh ở cung phụ mẫu, tăng thọ trường cho cha mẹ. Cha mẹ là người khỏe mạnh, năng động, chịu khó. Bách niên giai lão. Chàng sinh ở cung phúc đức, thể hiện đương số có phước dày, tăng thọ trường và may mắn cho bản thân. Mùa mả ông bà tổ tiên kết phát, phù trì cho đương số. Trong dòng họ nhiều người sống thọ, phúc tốt với cùng. Khá khen cung phúc nhà ngươi. Chàng sinh, đế vượng lắm người thành danh. Chàng sinh ở cung điền trạch, thể hiện của tiền, đất đai dồi dào. Nếu có thêm tài tinh đóng hoặc hợp chiếu thì đương số có duyên với buôn bán đát cát. Trường sinh ở điền cũng thể hiện nơi làm việc rộng lớn, sạch sẽ, đông đúc, hiện đại. Nhà cửa bền bỉ. Chàng sinh ở cung quan lộc, làm tăng sự phát triển sự nghiệp của đương số, mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp cho cuộc đời dễ có những thành tựu sự nghiệp lớn, có thể lên tới đỉnh cao. Trường sinh thể hiện sự nhiệt huyết năng nổ trong công việc, từ đó tạo thành những thành tựu lớn. Chàng sinh ở cung nô, đương số lắm bạn nhiều bè, bạn bè có nhiều người thành đạt. Cuộc đời được phát triển nhờ bạn bè giúp đỡ nhiều. Nếu gia hộ thêm nhiều sao số thì không tốt. Chàng sinh ở cung di, đương số ra ngoài được nhiều may mắn, dễ thành công hơn. Ở nhà thì lười nhưng ra ngoài, sống xa gia đình thì lại rất chăm chỉ. Vợ dễ to béo, gia đình có điều kiện. Chàng sinh ở cung tật, gặp nhiều sao xấu thì bệnh tật nhiều và lâu khỏi. Trường sinh là dồi dào, đâm chồi nảy nở vậy nên bệnh không bao giờ hết, bệnh tật và tai họa liên tục phát sinh. Cần những sao phúc thiện tinh hoặc tuần triệt cứu giải. Chàng sinh ở cung tài thì nguồn kiếm tiền luôn dồi dào, hết tiền chỗ này lại có chỗ khác. Tiền bạc luôn nảy nở sinh sôi, không bao giờ lo hết tiền, hết lại có. Chàng sinh ở cung tử thì đông con cái khỏe mạnh, trường thọ, năng động. Đẻ con xong vợ chồng làm ăn phát đạt hơn. Chàng sinh ở cung thê thì người hôn phối dễ khỏe mạnh sống thọ. Nhà vợ có điều kiện, cưới vợ xong công việc và của cải đi lên, phát triển tốt hơn. Vợ chồng sống bách niên giai lão. Chàng sinh ở cung huynh đệ, thì anh em đông, sung túc. Thọ trường. Khi vào hạn thì tùy ý nghĩa sao đi kèm, trường sinh làm tăng, kích phát thêm cái hay của các tinh hoặc cái dở của sao xấu. Việc đánh giá tốt hay xấu này phụ thuộc vào kiến thức và quan niệm sống của người luận. Kết phần sao trường sinh. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu tử vi. Chào thân ái.